Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm đến lễ Chúa Kitô vua, cũng là Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy phi tô hỏi Chúa Giêsu rằng Ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giêsu đáp Quan tự ý nói như thế hay có người khác nói với quan về tôi? phi tô đáp Ta đâu có phải là người Do Thái? Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta Ông đã làm gì? Chúa Giêsu đáp nước tôi không thuộc về thế gian này nếu nước tôi thuộc về thế gian này thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người do thái nhưng nước tôi không thuộc chốn này tô hỏi lại vậy ông là vua ư chúa Giê-xu đáp quan nói đúng tôi là vua tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Đô là lời chúa. Xin mời anh chị em ngồi. Anh chị em thân mến. Chúa Giêsu đã khẳng định với quan phi tô Ông nói đúng. Tôi là vua. Thưa anh chị em, thật là lạ lùng khi Chúa Giêsu làm phép lạ là hóa bánh ra nhiều chỉ với hai con cá và năm chiếc bánh. Chúa đã cho hơn năm ngàn người ăn no nê. Người ta quyết chí tôn Chúa làm vua. Chúa lắc đầu bỏ đi và gạt ra ngoài tai lời đề nghị này của dân chúng. Còn bây giờ, đứng trước quan tổng trấn Philato, người đầy thương tích, tay bị trói, đầu đội mũ gai, và bị đưa ra tòa như là một tên tội phạm. Thế mà bây giờ Chúa lại xưng mình, tôi là vua. Thưa anh chị em, lạ lùng quá phải không? Thưa thật là lạ lùng. Điều đó để nói lên rằng Chúa muốn khẳng định khái niệm về tức hiệu là vua, mà Chúa sở hữu. Chúa là vua không do con người tôn phong, bởi không có một vị vua nào nơi trần thế tồn tại vững bền. Hôm nay người ta tôn là vua, ngày mai người ta có thể truất phê. Điều đó đã xảy ra trong ngày Chúa vào thành Jerusalem cách trọng thể công khai. Đám đông dân chúng khi thấy Chúa cưỡi lừa vào thành đã tự động đón rước và tung hô hoan hô con vua david chúc tụng đấng nhân danh chúa mà đến lời tung hô đó thưa anh chị em chỉ vài ngày sau thôi đã trở thành một lời nguyên rủa đóng đinh nó vào thập giá đóng đinh nó vào thập giá chúa hiệu lòng dạ con người thay trắng đổi đen chỉ trong chốc lát chỉ vì một chút quyền lợi vật chất cá nhân bởi đó tước hiệu là vua của chúa không thể đến từ sự tôn phong của con người vâng thưa anh chị em bởi con người chỉ mang lấy thân phận mọng giòn cho nên những gì xuất phát từ con người cũng chỉ là tạm bợ chóng qua bởi vậy trong lịch sử của con người có vị vua nào là thiên thu vạn đại trên ngai vàng đâu phải không anh chị em tất cả đều qua đi theo mây gió chúa giêsu ý thức được bản tính thiên chúa ở nơi chính mình ngài là đứng khởi thủy và cùng tận là alpha và omega nên người chẳng cần cái vương tước con người dành tặng cho người hơn nữa người là đứng toàn năng. Mọi sự đều bắt nguồn từ người, nên người không thể nào để cho quyền lực tạm bỡ của con người chi phối sự toàn năng của người. Vì thế, tức hiệu vua của Chúa phải do chính Chúa Cha tôn phong. Bởi người đến trần gian là vì vâng phục thánh ý Chúa Cha. Thánh Phaolô đã minh định Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi băng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn vàn danh hiệu. Vâng, thưa anh chị em, người còn được gọi là vua muôn vua bởi nhờ người mà muôn vật được tạo thành và cũng nhờ người mà muôn loài được cứu chuộc. Thật vậy, Thánh Phaolô đã minh chứng Chính Thiên Chúa Cha đã tôn vinh người, ban cho người muôn ngàn tức hiệu cao cả, để khi nghe danh Thánh Giêsu cả trên trời dưới đất, và trong mọi nơi âm phủ muôn vật phải bái quỳ thờ lại người. Chúa Giêsu được cha suy tôn là vua vũ trụ không phải nhờ những chiến công hiện hách, đánh đông dẹp bắc, nhưng chính là sự vâng phục trong khiêm cung Sẵn sàng khước từ địa vị ngang hàng Vinh quang là Thiên Chúa Để đi vào trần gian mặc lấy thân phận nô lệ Trở nên giống phàm nhân Và vâng theo thánh ý cha Hiến mình làm giá cứu chuộc cho muôn người Qua cái chết của người trên thập giả Anh chị em thân mến Đức Kitô còn được, được gọi là vua của lòng thương xót Chúa. Bởi qua sự tự hiến, Chúa Cha đã biểu tỏ lòng thương xót đưa nhân loại ra khỏi vũng đầm lầy của sự hư vong. Chính sự tự hiến này đã tôn phong người là vua muôn vua. Thật vậy, con người được cứu độ không phải là bởi sự cai trị của sức mạnh quân sự hay thế lực chính trị hoặc bởi tiền bạc nhưng bởi chính lòng thương xót của chúa vâng thưa anh chị em chỉ có lòng thương xót của chúa mới giải thoát con người khỏi sự hư vong và mang lại sự sống vĩnh cửu chỉ có lòng thương xót của chúa mới lôi con người lên khỏi vũng đầm lầy của tội lỗi và nâng họ lên hàng con cái của Chúa và được cất tiếng gọi Cha ơi. Đó chính là lý do để Chúa Giêsu minh định người là vua vào giờ người tận hiến mạng sống làm giá cứu chuộc cho muôn người. Không có sự tận hiến này, thưa anh chị em, muôn loài vẫn mãi mãi rên rỉ trong kiếp sống trầm luận và mãi bị đọa đầy trong kiếp nô lệ của sự chết. Vì thế gọi Chúa Giêsu là vua của lòng thương xót thật là chính đáng. Bởi chính lòng thương xót của Chúa là ánh sáng chiếu soi tỏa sáng trên mọi sự, trên tất cả các thực tại, hoàn toàn trên tất cả vạn vật, nơi sự thiệt và cả nơi sự dự chẳng hạn như chúng ta không làm sao hiểu được tại sao có thể dung hòa giữa đau khổ của những người vô tội với hình ảnh một vị thiên chúa là tình yêu nhưng lòng thương xót tỏa ánh sáng chiếu soi trong bóng đêm chiếu soi trong tâm tối để rồi nhờ đó chúng ta hiểu được giữa đau khổ tìm thấy được tình yêu thương cao và lòng thương xót của Chúa chiếu soi thực tài cho đến khi nó bừng sáng lên và nhờ đó qua sự hiện diện của Chúa Kitô chúng ta nhận ra sự hiện diện hữu hình cụ thể của một tình yêu đầy lòng thương xót mà Thiên Chúa dành để cho con người cái nhìn đầy thương xót của Chúa Giêsu làm cho chúng ta hiểu thấu được lời Thiên Chúa nói cùng Môi-se Ta thấy rõ nỗi khổ đau của dân ta bên Ai Cập. Và ta đã nghe tiếng than của chúng kêu lên trước mặt các đốc công. Quả ta biết các nỗi khổ đau của dân chúng. Thưa anh chị em, vì là vua của lòng thương xót, Chúa Giêsu mời gọi những ai thuộc về Chúa cũng phải mang lấy đặc tính thương xót của Ngài. Sự thương xót được biểu tỏ qua thái độ phục vụ tha nhân trong tinh thần khiêm cùng, điều mà được Chúa Giêsu răn dạy tại bữa tiệc ly qua việc người cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Và mười người bảo, các con gọi ta là thầy và là chúa, mà còn rửa chân cho các con về các con cũng phải rửa chân cho nhau, thưa anh chị em. Đức Phan Cô trong một bài giảng tài nguyện đường thánh Mát Ta đã chia sẻ về cách thế biểu tỏ lòng thương xót của chúng ta như thế này. khi Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta về thái độ cách thế của một Kitô hữu, Chúa nói ít những người cho chúng ta thấy cách thức rõ ràng mà theo đó chúng ta sẽ bị phán xử. Cách thức đó như thế nào? Thưa, đó không phải là tôi nghĩ rằng Thiên Chúa như thế này, thế nọ. Tôi đã hiểu về tình yêu của Chúa, thưa không? Đó không phải là cách thức để thể hiện lòng thương xót của Chúa. Nhưng là Tôi đã thực hiện tình yêu của Chúa trong những điều bé nhỏ nhất. Tôi đã cho người đói được ăn, cho người khát được uống, thăm viếng người đau yếu, tù đày. Các việc làm của lòng thương xót chính là con đường yêu thương mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta tiếp tục với tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta không cần trình bày những diễn văn dài dòng về tình yêu, về lòng thương xót. Nhưng là biết làm những điều nhỏ bé cho Chúa Giêsu qua những người bé mọt. Các việc làm của lòng thương xót là sự tiếp diễn của tình yêu này. Tình yêu đã trở nên bé nhỏ đến với chúng ta và chúng ta làm cho tình yêu được lan tỏa ra đến với mọi người đặc biệt đến với những con người bất hạnh. Thưa anh chị em, là người kỹ tố hữu, khi suy tôn Chúa là vua, chúng ta cũng hãy sống theo tinh thần của Chúa. Có nghĩa là chúng ta ra thức giới thiệu về vương quốc của Chúa, một vương quốc đầy yêu thương, không hận thù, phân rẽ, không ghen tương, đố kỵ, không sống hưởng thụ ích kỷ từng người kỳ tô hữu của chúng ta hãy biểu lộ vương quốc này trong từng ngày của cuộc sống lệ chúa chúng con tung hô chúa là vua và chúng con hãnh diện vì có chúa là vua bởi nhờ đó mà chúng con nhận được hồng ân sự sống xin cho chúng con sống xứng đáng là thần dân của một vương quốc yêu thương vương quốc của hòa bình qua đời sống yêu thương và biết thể hiện lòng thương xót của chúng con đối với mọi người amen